Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì bọn mình làm review thì bọn mình thay đổi điện thoại rất là nhiều. Tuy nhiên trong khoảng 1 năm trở lại đây, có một cái chiếc điện thoại nó luôn luôn đồng hành cùng với cả mình, giống như kiểu là một chiếc điện thoại chính mà mình chưa thay trong 1 năm trở lại đây. Đấy chính là chiếc iPhone 7. Và hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết cho các bạn là sau 1 năm mình sử dụng cái chiếc điện thoại này thì nó như thế nào nhé. Đầu tiên khi mình quyết định mua iPhone 7 cách đây 1 năm ấy, thì cái thời điểm đó là iPhone 8 ra mắt rồi. Và mình lựa chọn iPhone 7 vì cái tính thực dụng thôi. Nghĩa là khi mà mình lựa chọn cái sản phẩm này thì mình muốn là có một cái sản phẩm nào mà nó giá tốt nhất có thể, mà nó lại có thể đem lại một cái hiệu năng mượt mà ổn định cho mình trong một khoảng thời gian lâu dài. Đấy, thực ra là lúc iPhone 8 ra mắt ấy, thì iPhone 6s mình hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài được. Tuy nhiên là iPhone 6s nó lại không có cái tính năng kháng nước kháng bụi được Apple công bố. Chính vì thế nên là mình phải mua sang iPhone 7, bởi vì cơ bản là nhà mình lại có con nhỏ đấy. Chính vì thế nên là cái điều kiện cần một cái thiết bị mà có cái khả năng kháng nước là cái điều rất quan trọng đối với mình. Đấy, còn nếu mà cố lên iPhone 8 ấy, thì thực ra là lúc đó giá của iPhone 8 còn cao quá, nên là mình chưa mua lên iPhone 8. Đấy, còn iPhone 7 Plus ý, thì thực ra là hơi to đối với mình, nên là mình cần một cái thiết bị mà nó nhỏ gọn như này để làm máy chính. Tất nhiên là mình vẫn thích những cái sản phẩm màn hình to rồi đấy, nhưng mà màn hình to thì mình sẽ sử dụng nhằm mục đích giải trí hơn. Đấy, nên là mình sử dụng cái máy chính thì mình lựa chọn iPhone 7. Đấy, thì cái lúc mà mình lựa chọn iPhone 7 này thì lúc đấy là cái thiết kế của nó là vẫn ổn. Ngôn ngữ thiết kế nhá, các bạn tưởng tượng là ngôn ngữ thiết kế của Apple từ iPhone 6 cho tới tận iPhone 8. Đây, 6 này, 6S, 7 và 8, 4 năm vẫn không thay đổi thiết kế. Về cái thay đổi ngôn ngữ thiết kế đấy, 7 thì nó chỉ khác 6S ở cái là nó có cái antenna vắt lên trên này, với cả cái cụm camera của nó to hơn thôi. Đấy, còn 8 thì có cái điểm khác biệt đấy là mặt lưng của nó là mặt lưng kính, và nó phối màu các thứ thì nó phối màu nó đẹp hơn. Đấy, chứ còn lại thì ngôn ngữ thiết kế là vẫn như vậy, chỉ trừ mỗi iPhone 10 thôi. Đấy, thì cách đây 1 năm khi mình mua iPhone 7, ngôn ngữ thiết kế của nó vẫn ok, vẫn chưa bị lỗi thời. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì nó đã bị lỗi thời rồi. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ Apple đã hướng theo cái ngôn ngữ thiết kế tai thỏ từ thời iPhone 10 rồi. Bây giờ lên 10S, 10S Max. Đấy, chính vì thế nên là cái thiết kế này của iPhone 7 mình nghĩ là đến thời điểm hiện tại là lỗi thời so với cái mốt của Apple rồi. Ngày trước thì chưa đâu. Đấy, tiếp theo nữa là về màn hình thì sao? Màn hình của iPhone 7 thì nó chỉ là màn hình 4,7 inch thôi. Độ phân giải của nó thì hơn HD một tí. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà mình sử dụng ấy, thì mình không thấy bất kỳ một điểm gì đấy nó khó chịu. Có thể coi là màn hình HD của Apple là một trong những cái màn hình HD thuộc loại tốt nhất thế giới bây giờ. Mật độ điểm ảnh của nó cho ra vẫn là hơn 300 ppi, nên là khi mà mình nhìn vào thì nó cũng không đến nỗi gọi là quá khó chịu. Thực ra là bây giờ là iPhone 10R đấy, là nó cũng chỉ có độ phân giải là giữa HD với cả Full HD thôi. Đấy, mật độ điểm ảnh nó xem với cả cái chiếc iPhone 7 này của mình. Màn hình này thì nó có tỷ lệ là 16:9, nên là mình xem các nội dung YouTube thì nó không bị mất bất kỳ một cái phần gì cả, vì cơ bản bây giờ là các nội dung trên YouTube nó chỉ là 16:9 mà thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ các bạn biết là Apple họ cũng đã khai tử cái màn hình 4,7 inch rồi, màn hình nhỏ này bây giờ họ khai tử hết rồi. Đấy, nên là có thể coi là cái màn hình này của mình nó lỗi thời đi. Đấy, nhưng mà mình xem thì không có một cái cảm giác gì đấy nó khó chịu cả. Đấy, tuy nhiên là nếu mà mình xem phim một cách lâu dài ở trên cái màn hình này thì thực sự lúc đấy là cái vấn đề phát sinh là cái màn hình này nó hơi nhỏ, nếu mà xem phim lâu ấy, các bạn sẽ cảm thấy đau mắt. Đấy, nên là từ khi mà có Samsung Galaxy Note 9 ý, thì lúc đấy là mình lại ít khi xem phim ở trên iPhone 7, lúc đấy chuyển hẳn sang Galaxy Note 9 để mình xem phim, vì xem phim thì cứ màn hình lớn mà chơi thôi. Thì đấy là cái điểm yếu của cái màn hình này, nghĩa là xem phim lâu các bạn sẽ cảm thấy mỏi mắt. Về hiệu năng thì sao? Sau 2 năm ra mắt cũng như là sau 1 năm sử dụng cái chiếc iPhone 7 này thì mình chơi, đây thời điểm hiện tại là có iPhone 9 rồi, chơi iPhone 9 vẫn cực kỳ mượt mà, không xảy ra hiện tượng giật lag. Còn chơi những cái tựa game gây nghiện giống như là Subway Surfer chẳng hạn, mình rất thích cái trò này, thì chơi thì quá thoải mái luôn, không vấn đề gì cả, không phải lo lắng gì cả. Đấy, nói chung là về khoản chơi game này các bạn có thể theo dõi luôn cái video quay chán này, là các bạn thấy luôn là chơi game là nó quá mượt mà luôn. Và trên iPhone 7 thì không có điểm gì phàn nàn cả. À, tất nhiên là PUBG thì mình không chơi nên là thành ra là không biết là chơi như nào, nhưng mà mình nghĩ là với iPhone 7 thì chơi PUBG nó sẽ rất thoải mái thôi. Về camera thì thực sự là camera của iPhone 7 nó cực kỳ là phù hợp với cả mình, bởi vì là nó đáp ứng được tất cả những nhu cầu của mình. Camera thì mình chủ yếu là sử dụng nhằm cái mục đích quay phim là chính. Thì quay phim ở trên iPhone 7 cực kỳ tuyệt vời luôn. Đặc biệt là cái khoản thu âm của nó lấy nét thì khá là nhanh. Và đặc biệt nữa là quay lên màu sắc các thứ, nếu mà các bạn đưa vào phần mềm chỉnh sửa ấy, thì màu sắc của nó rất ok luôn. Và camera trước thì đủ dùng cho mình, mình thấy camera trước thế này là ổn. Về camera của iPhone 7 thì mình gần như là không có điểm gì để chê ở trong cái tầm giá của nó cả.
Về thời lượng sử dụng pin ý, thì đầu tiên là mình nói về cái độ chai pin cái đã. Thì sau một năm mình sử dụng cái chiếc iPhone 7 này thì hiện tại nó bị chai 5% pin. Các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra rất là dễ dàng, và trong cái mục dung lượng pin tối đa ý, thì bây giờ của mình nó còn 95% pin, nghĩa là nó đã bị chai khoảng 5% pin rồi, sau một năm luôn. Và về cái thời lượng sử dụng pin ý, thì bình thường của mình nó on screen được rơi vào khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đấy, 4 tiếng đồng hồ là khá thoải mái cho các cái tác vụ mà mình sử dụng. Đấy, mình thường sử dụng là để xem YouTube này, để chơi game, rồi là Messenger, Facebook các thứ rất nhiều. Đấy, mình hoàn toàn có thể on screen trong 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên là nếu mà sử dụng hỗn hợp ý, thì mình sử dụng iPhone 7 là mình vẫn phải một ngày sạc 2 lần. Đấy, nói thật luôn là một ngày là phải sạc 2 lần cho sản phẩm này. Cái phiên bản iPhone mà mình đang sử dụng này là cái phiên bản iPhone bộ nhớ trong là 32GB. Lúc đấy là mua 32GB để cho tiết kiệm. Thì có một số bạn, các bạn đặt ra cái câu hỏi là không biết là bây giờ, thời điểm hiện tại với cái bộ nhớ trong là 32GB thì liệu có đủ dùng cho chúng ta hay không? Đấy thì tất nhiên là phải tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người rồi. Thì mình sử dụng iPhone 7 trong vòng 1 năm trở lại đây thì mình hiện tại 32GB mình vẫn chưa bị đầy bộ nhớ, thế mới hay chứ. Thế này, cái dung lượng của mình là 32GB hiện tại nó vẫn đang còn khả dụng là 2,33GB. Đấy, chắc là sắp tới thôi là mình phải reset lại bộ nhớ rồi, hoặc là phải đẩy lên đám mây thật nhiều. Đấy thì với cá nhân mình sử dụng này thì mình sử dụng đến khoảng 11,61GB cho ảnh cơ. Đấy, trong đó thì video đã chiếm tới khoảng 9,95GB rồi. Đấy, còn lại thì ở đây thì có thêm Advan 9 nó rơi vào khoảng 1,49GB này, rồi là Hear Map mình cũng đào ở đây nó rơi khoảng 1,47GB. Đấy, ghi âm mình ghi âm rất nhiều luôn nhá. À đây, nói luôn về ghi âm này, mình ghi âm đến 1,21GB. Các bạn tưởng tượng là với iPhone ấy mà ghi âm đến 1,21GB là ghi âm nó quá nhiều, nó nhiều như thế nào rồi đấy. Và nói luôn là riêng iPhone mà sử dụng để ghi âm ấy thì cực kỳ tốt luôn. Và mình luôn luôn sử dụng cái chiếc iPhone 7 này để thu âm back up trong rất nhiều trường hợp. Đặc biệt là ví dụ như cái mic này mình đang thu âm này, sợ là nhất hôm nay cái mic này mà có phốt gì. Bởi vì đang sử dụng iPhone này thì đúng là rất nguy hiểm. Bình thường khi mà mình thu âm ý, hoặc mình quay video, mình luôn luôn sử dụng iPhone để back up này, không iPhone này, iPhone dơ ra cũng hơi sợ đấy. Về các yếu tố khác ý, thì con này có hai loa ngoài nghe khá ổn, sóng sánh nghe gọi thì cực kỳ tốt. Đấy, con này thì có một cái điểm là mình không thích, đấy là cái cảm biến vân tay của nó này. Cảm biến vân tay này thì thực ra là nó sẽ rất nhạy đối với cả những cái người nào mà không ra mồ hôi tay, nhưng đối với mình ý, thì mình ra mồ hôi tay nhiều nên là mình cảm thấy nó không nhạy lắm này. Đây đấy, nên là cái việc mình sử dụng cảm biến vân tay này, bởi vì tay mình hay ra nhiều mồ hôi nên mình cảm thấy nó hơi khó chịu. Cái iPhone 7 này của mình ý, thì nó lại không có giắc cắm tai nghe 3,5mm. Thực ra là nó có một cái đầu chuyển sang cổng Lightning này, nhưng mà nó không có giắc cắm tai nghe 3,5mm thì đúng là lúc đấy mình sử dụng nó hơi bất tiện thật. Đôi khi mình đi chơi hoặc đi đâu đấy, ôi thôi mình lại quên mất không mang cái đầu chuyển đổi này thì đúng là nghe nó hơi khó. Chính vì thế để khắc phục cái điểm này thì mình mua thêm cho cái iPhone 7 một cái tai nghe Bluetooth nữa. Đấy, và mình cũng khuyên các bạn luôn là khi mà sử dụng iPhone 7 này thì chúng ta nên mua thêm một cái tai nghe Bluetooth nữa. Đấy, nếu mà chúng ta có tiền ấy, thì nó thật là nên mua tai nghe Bluetooth của Apple luôn. Đấy, nếu chúng ta có tiền. Còn nếu không có tiền ấy, thì mua một số những loại tai nghe Bluetooth giá rẻ tầm khoảng 500-1 triệu là mình thấy là hợp lý rồi. Mua iPhone 7 về sử dụng ấy thì có một lần rất là hay. Đấy là mình đi bơi. Thế là có một điểm đấy là lúc đấy là điện thoại là vẫn đút ở trong túi quần. Đấy, nhưng mà nhảy đời xuống hồ bơi. Đấy, thực sự là cái điểm này là có thật luôn, phải nói thật với các bạn như vậy. Thế thì khi mà mình bị cái tình huống đấy thì cũng hơi hốt thật. Mặc dù là cái chiếc iPhone 7 này nó có khả năng kháng nước, kháng bụi đấy, nhưng mà khi mà rơi xuống như thế thì đúng là cũng hơi sợ. Đấy, thì lúc mà mình đưa điện thoại lên thì tất nhiên là không vấn đề gì rồi, bởi vì vào nước thì cũng không vấn đề gì cả. Nhưng mà lần đầu mình đưa lên ấy thì cái màng loa này mình nghe này, nó hơi bị rè này. Đấy, bật loa ngoài lên nó cũng hơi bị rè. Đấy, tuy nhiên là mình lấy máy sấy mình sấy ra ấy thì lại không vấn đề gì cả. Đấy, thì mình nghĩ là cái thời điểm đầu là nước nó vẫn còn đọng ở trên màng loa này, nhưng mà sấy lại thì lại ok, lại không vấn đề gì cả. Lúc đấy cũng hơi sợ vì sợ là nó hỏng loa hoặc là hỏng mic. Còn tất nhiên là hỏng ở bên trong này thì không sợ rồi, nhưng mà sợ nhất là hỏng loa hỏng mic. Nhưng mà cái điều đấy rất may là nó không xảy ra. Đối với cả cái iPhone 7 này thì mình sử dụng lâu dài vì là mình lưu rất là nhiều các dữ liệu ở đây. Ở đây có Google Authentic là để mình lưu cái đăng nhập cần mật khẩu bảo mật hai lớp ấy, thì mình sử dụng Google Authentic này. Rồi là mình sử dụng rất là nhiều các cái tài khoản ngân hàng ở đây, bởi vì thực ra là mình yên tâm hơn khi sử dụng iOS để mà với các cái giao dịch ngân hàng của mình. Đây, mình để từ Vietcombank, từ Techcombank đến Sacombank mình để hết ở đây. Rồi là cả ví điện tử, ví Momo mình cũng để ở đây luôn. Nghĩa là những cái gì mà mang tính chất bảo mật ý, thì thực sự là mình luôn luôn tin tưởng Apple. Đấy, nên là mình lưu ở đấy rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là mình sử dụng MacBook
Đấy nên chính vì thế nên là khi mà mình sử dụng cái iPhone này thì nó rất là tiện cho mình. Ví dụ như là mình quay video này, mình quay video đồng hồ hoặc quay video backup gì đó thì mình đưa lên trên MacBook nó rất là tiện, ở cái là mình bắn qua AirDrop là lên ngay, không cần phải kết nối dây dợ cái gì cả. Thì đấy cũng là cái tính đồng bộ rất là cao của iPhone. Tất nhiên là mình sử dụng cả MacBook, cả một cái máy tính Windows rồi. Đối với máy tính Windows thì mình sử dụng Galaxy Note 9 để mình kết nối vào. Còn đối với cả riêng iPhone này thì chỉ có kết nối với MacBook là nhanh nhất thôi. Sau hơn một năm sử dụng iPhone 7 này thì chắc là các bạn quan tâm nhất là cái việc ngoại hình của nó, thì nó xước sát ít lắm, gần như chẳng có xước sát mấy. Cái phần màn hình này của nó cũng bị xước nhưng mà mình không dán màn hình và nó xước đến mức độ nó không ở mức độ khó chịu. Pin thì nó chỉ chai khoảng 5% pin thôi. Đấy, còn lại thì sau 2 năm mà nó ra mắt ấy, thì hiện tại bây giờ các game nặng kiểu như là Advan 9 này chơi vẫn rất thoải mái, chẳng có vấn đề gì cả. Còn lại thì iPhone 7 mình thấy là một cái thiết bị mà có một cái hiệu năng cao cũng như là giá cả hợp lý, các bạn hoàn toàn có thể mua được. Đấy, đặc biệt nữa là lên iPhone 7 là các bạn đã có thể có cái khả năng chống nước được rồi. À đấy, chỉ có mỗi một số những cái điểm mà mình chưa hài lòng, những cái vân tay này của nó này là nó chưa nhạy này. Cái màn hình này thì nếu mà xem phim lâu dài này thì nó hơi bé. Đấy, còn lại thì vân tay này nhá thì nó có kèm theo cả cái nút home cảm ứng lực này, rất là sướng này. Đấy thì cũng là cái điểm mà mình thích ở trên cái sản phẩm này. iPhone 7 32GB mới nguyên siêu hiện tại đang có mức giá 13.990.000 đồng tại Viettel Store. Ưu đãi trả góp lãi suất 0% cực kỳ hấp dẫn. Các bạn có thể tham khảo qua cái đường link mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video rồi nhé. Còn các bạn cảm thấy sao về iPhone 7 và thời điểm hiện tại đã 2 năm sau khi cái sản phẩm này ra mắt rồi, thì liệu các bạn còn quan tâm tới iPhone 7 hay không? Và các bạn có muốn mua cái sản phẩm này hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và nếu mà các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả của video này rồi nhé. Rất cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.